mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy lại cái thông số, chạy lại cái room của mình nha. Tại vì room của mình hiện tại đang bị ẩm á, thì mình hướng dẫn các bạn chạy lại nha. Rồi đầu tiên máy mình đang sử dụng là cái máy 3504 nha. Rồi đầu tiên các bạn nhập copy nè, rồi bấm vào dùng reset nha. 806182 và giữ phím C không buông nha. Rồi bấm vào system setting nha, và bấm vào 5804. Rồi mình kéo xuống cái dòng, nhấp cái dòng tìm cái dòng này nha. Rồi mình tìm cái dòng, thấy giờ có hai dòng room motor và cái room motor FC nữa. Mình có hai cái chọn lựa chọn, cái này là tốc độ mình chọn tốc độ tiêu chuẩn nha. Sau đó mình on là mình cho nó chạy 5 phút sau, mình 5 đến 6 phút sau nha. Cái sau khi mình chạy xong thì cắt màu, pha màu đã. Giờ thì còn màu đen thì mình cứ chạy tiếp tục thôi. Màu đen thì mình kiểm tra lại thôi. À, như vậy là xong rồi.